Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Thì hôm nay tại Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Huy thì Huy sẽ giới thiệu đến các anh chị và các bạn một cái mẫu xe mới về tại Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Huy. Đây là chiếc xe Innova số tự động, được sản xuất vào năm 2017. Xe này cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Thì Huy sẽ quay về phần ngoại thất, nội thất cũng như là về động cơ gầm nhún cho các anh chị và các bạn xem. Mới đi được có 40.000 cây số, chủ xe đi bảo trì bảo dưỡng hãng khá là đầy đủ. Huy sẽ quay cho các bạn xem nha. Đây, ở phía trước thì chủ xe có lên một cái bộ ốp mặt chrome sáng bóng, nó làm cho cái đầu xe nó sáng lên, nó bật lên cái gì đó rất là sang trọng. Đèn thì các bạn thấy không, cụm đèn 2017 mà chủ xe đi ít xe đậu ở trong mát nhiều, cho nên là các bạn có thể thấy được về cái chất của đèn, độ đồng đều về màu sắc. Còn vỏ này thì Huy sẽ quay cho các bạn xem vỏ nha. Vỏ này là vỏ zin theo xe hả, nguyên bản dày, nó khá là dày nha các bạn. Sơn thì các bạn có thể thấy được cái độ đồng màu, màu sơn từ phía trước ra phía sau màu bạc, khá là đẹp. Thì những sản phẩm Minh Huy cung cấp đến các anh chị và các bạn thì luôn cam kết về chất lượng xe rồi, không đâm đụng, không ngập nước, động cơ và hộp số còn nguyên bản, chưa từng tháo rỡ đầy tu, cho nên là hoàn toàn yên tâm nha. Xe này thì có dán phim cách nhiệt hết rồi. Còn cái này là cái miếng chống va đập, khi mà mở cửa ra các bạn, nó sẽ vướng qua cái cửa trước thì nó sẽ không có bị va chạm và trầy xước những hoặc là tróc những cái cạnh cửa này các bạn. Đó, xe các bạn thấy không, độ đều màu. Xe này thì bên Huy mới lấy về, chưa có làm maru, chưa có dọn dẹp lại, nhưng mà về chắc xe thì chắc xe này bên Huy về làm maru đánh bóng lại thôi, chứ cũng không có bị trầy xước gì cả. Này, các bạn có thể thấy lồng về đó, chưa làm gì hết nha các bạn, chủ xe đi giữ cực kỳ là kỹ luôn. Bây giờ là bên Huy sẽ đưa vào làm maru, vệ sinh, vệ sinh lại, đánh bóng lại, làm đẹp lại. Xe thì đã được bên Huy kiểm tra 176 hạng mục rồi, cho nên là các anh chị và các bạn không lo gì cả nha, cam kết là không có bất kỳ lỗi gì cả. Đó, đèn các bạn thấy không, độ sáng của đèn này khá là đều, khá là đều màu và rất là sáng luôn. Xe này giữ trong mát cực kỳ là nhiều, thường xuyên đậu trong mát. Đó, cho nên là chắc xe các bạn thấy được những cái phần mà bằng nhựa rồi đó các bạn, thấy cực kỳ đẹp luôn. Đây, có gắn luôn camera dè nha, camera dè rồi. Kỹ trong việc là lót thêm một cái tấm ốp này, cái tấm này lợi hại lắm nha các bạn, khi mà giống như trường hợp là mình đưa đồ lên xuống đó, nó không bị trầy xước. Rồi, Huy cho các bạn xem về gầm nhún nha. Đó, gầm nhún đây, mới tuần, các bạn thấy không, 2017. Đó, còn vỏ sơ cua đây, đó, khá là dài nha các bạn. Mẫu 2.0G, đây là mẫu thì thường xuyên là sử dụng cho gia đình, gia đình sử dụng, tại do xe này số tự động, sử dụng chạy dịch vụ cũng được các bạn, nhưng mà đối với cái xe này mà sử dụng chạy dịch vụ thì sướng rồi, nhưng mà các bạn phải đầu tư một cái số tiền nó lớn hơn so với việc là mình mua số sàn, giữa số sàn với số tự động trên nhau gần cả 100 triệu mà các bạn. Đó, thấy không, vỏ nguyên bản theo xe Bridgestone, thông số vỏ là 205/65R16. Dán phim hết rồi. Đây, một điểm nữa thì mình, các bạn để ý này, ở trên cái khung cửa là chủ xe và ở trên gương á là chủ xe dán cái miếng keo. Cái miếng keo này nó có tác dụng là chống bám nước các bạn, cho nên là khi mà trời mưa rồi là mình có thể quan sát được những cái xe ở phía sau, rất là tiện lợi khi mà dè. Mới lấy về mà xe chắc xe các bạn, như các bạn thấy á, cực kỳ là đẹp luôn, bóng độ sáng giữa màu sơn rồi găng guốc đồ còn đầy đủ, đèn độ sáng bóng của đèn và các chi tiết bằng nhựa, nói chung là Huy đánh giá được chất lượng của chiếc xe này khá là tốt. Bảo trì bảo dưỡng thì Huy đã coi lịch sử rồi, làm khá là đều. Cùng với đó là về cái chất của xe, màu sơn, màu zin còn rất là nhiều luôn. Rồi sơ lược cho các anh chị và các bạn nắm về phần ngoại thất thì Huy sẽ mời các anh chị và các bạn xem thêm về phần nội thất bên trong.
để đánh giá chi tiết hơn về chất lượng của chiếc xe này. Rồi, Huy mời các bạn ạ. Đây, Huy mời các chị và các bạn xem về nội thất bên trong nha. Đó, lót sàn, sim ly, sạch sẽ luôn. Đây, chưa có làm maru gì nha. Đó, thấy không? Sáng bóng luôn ở trên trần. Đó. Những cái xe mà bên Huy thu vô là ngoài việc cam kết về chất lượng không đâm đụng, không ngập nước, thì phần nội thất và cũng như là về cái sử dụng của chủ là phải kỹ lưỡng, đẹp thì bên Huy mới thu, chứ không phải là xe nào bên Huy cũng thu đâu. Nó đồ nghề còn nguyên bản nha. Đó, giống như là mới chưa sử dụng luôn các bạn. Xe này về bên Huy chủ yếu lấy về là dọn dẹp, là làm đẹp vậy thôi. Đây, còn nguyên bản nha các bạn, chưa có đụng chạm, chưa tháo rải gì hết. Vòn con tán. À, mọi thứ khá là ok. Còn keo trùng thì bên Huy luôn cam kết về chất lượng của xe không đông đụng ngập nước, cho nên là keo trùng thì còn nguyên si rồi. Đó, các bạn có thể thấy được là cái đường keo trùng nguyên bản của hãng, chạy rất là đẹp và đều luôn. Còn mà các anh chị và các bạn nào mà giống như chạy lại kỹ thuật nào mà chạy lại cái trùng á, là các bạn nhìn thấy biết liền, nó nham nhở lắm và rất là xấu. Chạy tay mà đâu bằng chạy máy được. Đó, còn ghế này các bạn xem qua, sạch mới. Xe này sử dụng cho gia đình thì tuyệt vời rồi, không chê vào đâu được. Tắp bi này. Đó, còn đây đường keo rin này các bạn thấy ha, đầy đủ luôn. Innova rộng rãi, rộng rãi lắm các bạn. Rồi cái phía trước chân, rồi trên trần cũng vậy, 8 chỗ, 8 người ngồi thoải mái luôn. Đặc biệt là bản G này trên trần nó có dãy đèn màu xanh dương rất là đẹp nha các bạn. Đó, và hệ thống điều hòa là điều hòa tự động ở phía trước, phía sau luôn. Xe này hai dàn lạnh, mỗi hàng ghế đều có hai cửa gió điều hòa, cho nên lạnh cực kỳ sâu các bạn. Ngồi lạnh sướng, mát rồi luôn. Xe này đi đường xa, đường dài sướng lắm. Đây, ghế, mọi thứ, hộp số tự động. Đó, số tự động, chạy sướng. Chuyển số khá là êm. Đó, tắp lô các bạn thấy không? Không một vết xước. Đây mình cho các bạn xem coi cây số nha. Cây số chuẩn luôn nè, 41.499 cây số. Xe thì hộp số tự động có chế độ Eco Power rồi. Còn cái đầu DVD này là sử dụng cái đầu DVD Android nha các bạn. Đầu Android luôn nha, chứ không phải đầu thường đâu. Đó. Có dẫn đường luôn nè. Đó. Có Google Maps dẫn đường. Các bạn nào mà không có rành vị trí ở đường thì mở cái Google Maps này lên là sử dụng. Đây các bạn, camera hành trình. Rồi về phần động cơ đây. Động cơ thì xe này Huy quay cho các bạn xem. Đầu tiên là những cái phần khung xương, các bạn thấy không? Còn nguyên vẹn nha, chưa có đụng chạm tháo rã gì hết. Còn nguyên si luôn. Đây, Huy quay cho các bạn xem. Còn đây, bình nước, cửa kính này. Đó, rồi cầm ABS này. Đó, dầu, dầu thắng, mọi thứ ha. Đó, những vị trí mọi thứ rất là mới, chủ xe đi giữ kỹ các bạn. Đó, các bạn xem qua, chỉ hơi bụi bụi thôi. Bên Huy về làm maru là chiếc xe này không khác gì xe mới, động cơ mới đâu các bạn. Động cơ của xe này với động cơ mới bây giờ là y chang nhau, không có khác gì cả. Còn về chất xe thì đó cũng như chi tiết các bạn xem qua, dynamo rồi đó các bạn thấy không, ống nước này nó còn chưa đụng chạm gì vô luôn. Đó thì sơ lược thông tin
cho anh chị nắm về chiếc xe này là Innova, số tự động bản G, gia đình sử dụng kỹ, màu bạc, đi được 41.000 cây số. Và hiện tại Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Huy bán với giá là chỉ là 690 triệu thôi. Một chiếc xe gia đình đi cực kỳ chất lượng luôn. Đó thì các anh chị